Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 9 tối nay gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 50 phút chương trình thời sự, 20 giờ 30 phút truyền hình trực tiếp cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007, 22 giờ 10 phút phim tài liệu Đồng hành từ trái tim, 22 giờ 30 phút phim truyện cuối tuần, phim truyện Mỹ phiên bản, 23 giờ 30 phút tin cuối ngày, 23 giờ 40 phút phim truyện cuối tuần phần tiếp theo. Chương trình rạng sáng ngày 25 tháng 11 gồm có 0 giờ 30 phút Thế giới giải trí, 1 giờ Ngôi nhà mơ ước, 1 giờ 20 phút Chuyện không của riêng ai, 2 giờ Những kỷ lục Guinness Thế giới, 2 giờ 30 phút truyền hình trực tiếp bóng đá Ý giữa hai đội Inter và Atalanta. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi chương trình.